Vì sao Israel quyết định ám sát thủ lĩnh Hezbollah trong đêm ngày 27 tháng 9? Nguồn tin tiết lộ quân đội Israel đã quyết định tấn công thủ lĩnh Hezbollah vì đánh giá họ có thể mất dấu Hassan Nasrallah khi ông rời khỏi địa điểm phía Israel đã nắm bắt được. Theo ba quan chức quốc phòng cấp cao của Israel, các nhà lãnh đạo Israel đã biết về nơi ở của Hassan Nasrallah trong nhiều tháng và quyết định tấn công hôm 27 tháng 9 vì họ cho rằng họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn trước khi thủ lĩnh Hezbollah biến mất đến một địa điểm khác. Hai trong số các quan chức tiết lộ hơn 80 quả bom đã được thả trong vài phút để sát hại thủ lĩnh Hezbollah. Trọng lượng hoặc loại bom chưa được xác nhận. Các thành viên của Hezbollah đã tìm thấy và xác định được thi thể của ông Nasrallah vào sáng sớm 28 tháng 9, cùng với thi thể của một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah, Ali Karaki, các quan chức này tiết lộ, theo thông tin tình báo thu thập được từ Liban. Theo New York Times, cả ba quan chức đều trao đổi với điều kiện giấu tên do thảo luận về một vấn đề nhạy cảm. Lực lượng Hezbollah hôm 28 tháng 9 xác nhận rằng ông Nasrallah đã không qua khỏi trong các cuộc không kích của Israel. Theo hai quan chức, chiến dịch này đã được lên kế hoạch từ đầu tuần khi các nhà lãnh đạo chính trị Israel trao đổi với các đối tác Mỹ về khả năng ngừng bắn ở Liban và trước khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rời khỏi nước này tới New York, Mỹ để phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Cả ba quan chức đều nói rằng Hashem Safisdin, anh họ của ông Nasrallah, người đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động chính trị và xã hội của Hezbollah, là một trong số ít các nhà lãnh đạo cấp cao còn lại của nhóm này không có mặt tại địa điểm diễn ra cuộc không kích. Theo đó, ông Safisdin, người từ lâu được coi là nhân vật kế nhiệm tiềm năng của ông Nasrallah, có thể sớm được công bố là thủ lĩnh mới của Hezbollah. Theo Guardian, các nguồn tin tại Israel tiết lộ nội các an ninh Israel trước đó đã rút lại kế hoạch sát hại ông Nasrallah. Nhưng sau khi đã xác định rằng ông sẽ tham dự một cuộc họp tại khu phức hợp chỉ huy, họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công vào thủ lĩnh này trong chiến dịch mang mật danh Trật tự mới. Truyền thông Israel cho biết vụ ám sát do một phi đội máy bay phản lực F-15I trang bị bom phá bom ke thực hiện. Phía Israel đã từ chối bình luận về những tuyên bố cho rằng đó là đạn dược loại 84 do Mỹ cung cấp. Ngay sau loạt không kích của Israel ở Beirut, Reuters đưa tin nhà lãnh đạo tối cao của Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei, đã được chuyển đến một địa điểm an toàn bên trong nước này với các biện pháp an ninh tăng cường, theo hai quan chức khu vực được Tehran thông tin. Động thái của Israel tạt gáo nước lạnh vào chính quyền của ông Biden. Với việc Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah hôm 27 tháng 9, các quy tắc chi phối sự cân bằng răn đe giữa nhóm chiến binh và Tel Aviv đã đổ bể. Ngày 28 tháng 9, Hezbollah ra tuyên bố xác nhận sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Hassan Nasrallah, người đã không qua khỏi trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut trước đó một ngày. Giới quan sát nhận định, sự ra đi của ông Nasrallah là mất mát to lớn với nhóm vũ trang trong tương lai. Ngoài ra, động thái này đã đánh dấu sự leo thang báo động nhất trong gần một năm giao tranh giữa Hezbollah và Israel, Guardian nhận định. Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã có những báo cáo đầu tiên về một đợt tấn công lớn. Trong vòng chưa đầy một giờ, các nhà báo Israel, những người quen biết với các cơ quan quốc phòng và an ninh, đưa tin ông Nasrallah là mục tiêu đã ở khu vực trụ sở vào thời điểm xảy ra không kích. Israel nhanh chóng xác nhận thông tin này, trong đó tung hình ảnh ông Netanyahu ra lệnh qua điện thoại từ phòng khách sạn ở New York, Mỹ. Một loạt các hành động leo thang của Israel với Hezbollah trong tháng 9, từ cai thuốc nổ và hàng nghìn thiết bị liên lạc của nhóm, tới ám sát thủ lĩnh cấp cao nhất, cho thấy các quy tắc cơ bản được ngầm hiểu từ lâu, điều hướng sự cân bằng răn đe giữa hai bên đã bị phá vỡ. Những làn danh đỏ mờ dần. Trong thời gian đầu xung đột nổ ra với Hezbollah từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, nhiều người ngầm hiểu Israel sẽ không ám sát các thành viên cấp cao nhất của nhóm này. Theo các chuyên gia am hiểu về tình hình khu vực, từ đầu năm 2024, thông qua bên trung gian, mục tiêu trong những cuộc trao đổi kín giữa Israel và Hezbollah là nhằm duy trì một thỏa thuận, trong đó các lãnh đạo cấp cao nhất sẽ không bị tấn công. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những làn danh đỏ ngày càng bị xóa nhòa. Khi phạm vi địa lý của giao tranh di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ Liban và Israel, Israel bắt đầu nhắm vào giới chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ngoài những người trực tiếp tham gia phát động tấn công ở phía nam Liban. Có những bằng chứng cho thấy nguyên tắc ngầm đang bị phá vỡ,
Trong hai tuần qua, các cơ quan an ninh của Israel tuyên bố về những âm mưu bất thành của Hezbollah nhằm vào các nhân vật cấp cao Israel. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc Israel hành động mạnh tay để phát động một cuộc tấn công quy mô rộng. Tất cả điều này rõ ràng là mở đầu cho nỗ lực được chuẩn bị từ lâu và từ nhiều hướng để tiêu diệt Hezbollah. Ván cược lớn. Mặc dù có thể phải mất vài ngày để hiểu rõ toàn bộ hậu quả sau động thái hôm 27 tháng 9, ông Netanyahu và các chỉ huy quân sự Israel rõ ràng đã đánh một ván cược lớn. Điều này liên quan không chỉ tới tình hình ở phía Bắc Israel, nơi hàng chục nghìn người phải sơ tán vì giao tranh, mà còn tới cả khu vực và mối quan hệ của các nước này với các đối tác quốc tế. Giữa lúc cộng đồng quốc tế dẫn đầu là Mỹ và Pháp đang nỗ lực làm trung gian cho lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần với Hezbollah, sự việc hôm 27 tháng 9 như một gáo nước lạnh vào chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn tin ông Netanyahu đã đồng tình với giải pháp này. Thay vào đó, dường như Thủ tướng Netanyahu và giới lãnh đạo quân sự Israel luôn bí mật chuẩn bị cho một kế hoạch quân sự, nhấn mạnh thêm vào những lời cảnh báo tới Iran và Hezbollah trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của nhà lãnh đạo Israel hôm 27 tháng 9. Quan trọng trên hết, các cuộc tấn công này là thách thức trực tiếp với Tehran khi thủ lĩnh Hezbollah đại diện cho đồng minh quan trọng nhất trong khu vực. Hàng chục nghìn tên lửa do Iran cung cấp cho Hezbollah để nhắm vào Israel từ lâu được cho là lá chắn chiến lược quan trọng ngăn chặn đòn đánh của Israel vào chính nước này. Với tình hình hiện tại, mọi giả định trước đó đều vô nghĩa. Có những tuyên bố ẩn danh từ phía Israel về việc phá hủy tới 50% kho vũ khí tên lửa của Hezbollah. Mặc dù quân đội Israel đã phủ nhận, kịch bản này vẫn rất khó xảy ra. Và kể cả khi quyền chỉ huy và kiểm soát của Hezbollah đã bị tổn hại nghiêm trọng, khả năng cao mạng lưới của lực lượng này vẫn sẽ được duy trì. Các đồng minh khác của Iran ở Iraq, Syria và Yemen đều có tên lửa và máy bay không người lái. Mặc dù không mạnh bằng kho vũ khí của Hezbollah, nhưng chúng vẫn có thể được đưa vào sử dụng, không chỉ nhắm vào Israel mà còn cả các mục tiêu của Mỹ. Thế nhưng liệu Iran có chấp nhận việc ông Nasrallah bị ám sát hay không? Liệu Iran có bị kéo vào một cuộc xung đột diện rộng hay không? Và liệu việc ám sát lãnh đạo Hezbollah có thuộc một phần kế hoạch để Israel đặt ra các điều kiện chống lại Iran hay không? Trước những câu hỏi bỏ ngỏ đó, Đại sứ quán Iran tại Beirut lên án cuộc không kích của Israel, khẳng định động thái này đại diện cho một sự leo thang nghiêm trọng, làm thay đổi luật chơi và Israel sẽ bị trừng phạt thích đáng. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã gửi thông điệp tới Hezbollah vào hôm 28 tháng 9, đảm bảo tất cả lực lượng kháng chiến trong khu vực đều sát cánh cùng nhóm này, CNN đưa tin. Ông Khamenei nói Israel quá nhỏ bé để gây ra thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hezbollah, khẳng định số phận của khu vực sẽ được quyết định bởi các lực lượng kháng chiến, đứng đầu là Hezbollah chiến thắng.